Có thể anh em chưa biết thì mình nằm trong thế hệ 8X, tức là bây giờ mình cũng U40 rồi. Một cái thiết bị đeo tay có thể chơi game như là một cái bảo bối của Doraemon như này, nó là một cái ước mơ rất lớn của mình từ hồi trẻ con, không chỉ của mình mà rất nhiều anh em đúng không? Đấy, cho nên là khi mình lớn rồi thì mình vẫn thích những cái con đồng hồ mà làm được nhiều trò như này. Nói chung thì đây là một con đồng hồ Android, cho nên là đấy là một cái điều quá bình thường rồi. Em này có tên là S9 Pro Max, nó có kiểu dáng của dòng series, cho nên là nhìn nó sẽ gọn hơn là so với cái dòng Ultra 2 Pro Max mình đã review trước đó mà kiểu dáng Ultra. Hơn thế nữa thì nó còn nâng cấp cái màn hình của nó, hiển thị rộng hơn và sắc nét hơn nhá. Và thay đổi kể cả về phần mềm nữa. Đấy, nhưng mà cái mức giá của nó thì lại rẻ hơn trước. 1,5 triệu cho một cái đồng hồ làm được đủ trò như là một cái điện thoại như này. Trong hầu hết tất cả các trường hợp nhá, anh em có thể gọi video được nữa. Đấy, lướt mạng xã hội các thứ ngon lành luôn. Quá là hấp dẫn đúng không? Và bây giờ, mời anh em xem review của tôi. Hai chiếc đồng hồ S9 Pro Max này mình mượn ở bên K Store, có hai phiên bản màu sắc là màu đen và màu titan. Anh em có thể tham khảo cái đường link Shopee mua hàng dưới mô tả video nhé. Nó có hai phiên bản bộ nhớ là 16 và 32 và đều là RAM 2GB nhá. Hộp thì cũng không có gì đặc biệt so với con Ultra 2 Pro Max, là có camera thỏi thụt này, lắp SIM, mạng di động, Wi-Fi và thông số kỹ thuật khác thì mình cũng check qua app AIDA 64 thì vẫn là cái con chip Speedtum SC983E, cơ bản như là những cái con đồng hồ Android khác. Còn phụ kiện bên trong thì mình đã lấy ra sử dụng hết rồi. Họ tặng kèm cho anh em một cái miếng dán PPF nữa này. Và có hai phụ kiện quan trọng, bao gồm là một cái đốc sạc từ tính dạng hai chân thì anh em không thể kết nối PC copy dữ liệu được này. Và mình thấy là cái lực hít nó cũng nhẹ. Cái phụ kiện cuối cùng là một cái tool nhựa để giúp anh em có thể tháo lắp SIM. Đây, anh em chỉ cần lùa vào cái khe này, bậy ra là ra thôi. Nó sử dụng cái dạng nano SIM anh em nhé. Nhận được hầu hết tất cả các mạng di động ở Việt Nam, như là mình lắp cái SIM chính của mình là Vinaphone này, nhận cả đủ sóng 3G lẫn 4G nhá. Mình đang đặt cạnh chiếc đồng hồ này với Apple Watch Ultra 2 hàng xịn, tuy là có kiểu dáng của dòng series nhưng em thấy là cái kích thước của nó gần như là tương đương với dòng Ultra. Thực tế ra thì mình đo Ultra này là 49mm đúng không? Thì cái em này là 50mm cơ, cho nên là nhìn thấy là nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu. Còn so sánh với Apple Watch Series 6 phiên bản 44mm này, thì em thấy là nó to hơn cũng khá khá luôn. Rồi tuy nhiên thì nó sẽ gọn gàng hơn so với cái con Ultra 2 Pro Max, tại vì là nó không có cái khu vực bán đảo tổ hợp nút nhô ra nên là nó sẽ gọn gàng hơn. Còn xét về độ dày này, so với Ultra 2 hàng xịn thì nó sẽ chênh lệch độ khoảng 0,6mm anh em nhé. Kích thước thực tế thì anh em xem ở góc bên phải màn hình thì sẽ thấy rõ hơn. Cái nút xoay này thì nó vẫn to như là dòng Ultra để cho anh em dễ dàng cầm nắm và rút nó ra sử dụng camera. Gioăng cao su kháng nước cho cái bộ phận này nó khá nhỏ và cái cảm giác của mình là rút ra rút vào nó không được chặt, nên là anh em chú ý hạn chế về cái vấn đề là rửa tay hoặc là bơi nhá. Mặt khác, khi mà cất camera vào anh em vẫn thấy là nó còn hở một nửa camera ra ngoài nhá. Cái kiểu thiết kế này thì sẽ phải hy sinh mất cái nút xoay, nên là anh em sẽ chỉ có một cái nút cứng duy nhất là cái nút phụ phía dưới này. Nó sẽ đảm nhiệm tất cả các vai trò từ bách trở về này và bật tắt màn hình. Còn khu vực bên trái này, cái loa tổ ong này và khe SIM thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em qua lúc nãy rồi. Em này có toàn bộ kết cấu khung máy cho tới lưng có vật liệu hoàn thiện từ nhựa nhá, cho nên là cái trọng lượng của nó còn nhẹ hơn so với Ultra hàng xịn luôn. Đây, 52,8 gram, và so sánh với Ultra hàng xịn nhá, 98 gram luôn anh em ạ. Đấy, đeo lên tay mình thấy là nó không nặng tay đâu, nhưng mà cái cảm giác là hơi chồng chềnh ở cổ tay vì nó dày. Mà dày thì con đồng hồ Android nào chả dày rồi đúng không? Cái dây mà họ bỏ sẵn vào theo cái đồng hồ nó khá lởm và ngắn đối với tay của mình. Đút đuôi dây vào thì nó có một xíu thôi. Mua về thì mình nghĩ là anh em nên đầu tư thêm một cái bộ dây xịn sò hơn nhá. Nó có cái chốt tháo giữ dây này, nên là tháo ra lắp vào thì nó cũng vẫn rất là tiện. Phía sau lưng thì nó có cảm biến sức khỏe hàng thật. Tuy nhiên thì cái độ chính xác như em thấy thì mình đối chiếu với Ultra 2 khi mà chạy bộ thì rất là khó so sánh, bởi là nó không đo liên tục mà cái chu kỳ đo của nó là 1 phút một lần, thành ra là không phù hợp cho anh em kiểm tra liên tục. Ngoài ra thì nó có dòng chữ kháng nước IP67, nhưng mà với cái cam và khe SIM mà có gioăng cao su mỏng như vậy thì mình thấy là nó cũng hơi nguy hiểm đấy anh em ạ. Và nhiệt độ trong cái quá trình sạc diễn ra mình thấy hơi nóng, nếu mà từ khoảng 0 cho đến 80% nhá. Muốn đỡ nóng hơn thì anh em nên tắt nguồn, mà cái thời gian sạc cũng nhanh hơn, khoảng 1 tiếng rưỡi là đầy rồi. Trước đây thì mình có chia sẻ cho anh em về cái cục sạc robot Nesot của nhà Ugreen. Nó rất là cute và tiện mang đi lại.
Tuy nhiên cái tính chất công việc của mình cũng cần một cái cục sạc cố định để bàn nữa, nên là mình múc tiếp của nhà Urin cái con sạc desktop Nesot 300W 5 cổng này. Sau khoảng thời gian vài tuần xài thì mình thấy đây là cái cục sạc ngon nhất trong cái phân khúc, nên là mình chia sẻ cho anh em thêm một cái lựa chọn khác về sạc để bàn nhé. Tất nhiên là anh em có thể mang theo cùng trong các chuyến công tác hay là du lịch vì nhìn nó chỉ to hơn cái cục sạc dự phòng một tí thôi. Nhưng mà nhược điểm của nó là nó nặng khoảng 800g, nên là mang theo cũng chỉ phù hợp đặt một chỗ ở trong phòng thôi. Tại sao nó ngon mà mình muốn giới thiệu cho anh em? Vì cái củ sạc này họ tích hợp hai chip GaNFast 3. Trong cái trải nghiệm thực tế là sạc nhanh là cơ bản rồi, nhưng mà nó đem lại hiệu quả về cái khả năng tản nhiệt tốt. Thành ra là cái củ sạc và các thiết bị cùng sạc với nó ấy, thì nó không bị nóng. Không chỉ dừng lại ở đó, nó có nhiều tính năng bảo vệ như là sạc quá rong, quá nhiệt, quá điện áp thì nó sẽ ngắt kịp thời nhá. Kiểu dáng khá cao cấp và sang, cái vật liệu hoàn thiện là nhựa, nhưng mà cái cảm giác mà mình sờ vào ấy, hay là nhìn thì đều toát ra cái vẻ rất là xịn sò. Trông thì hơi giống như là một cái cây máy tính thu nhỏ. Mình luôn bị ấn tượng với cái cách mà thiết kế đặc biệt của Urin. Từ dây cáp hay là các thiết bị củ thì nó luôn có một cái sự chỉn chu và an toàn cũng như là độ bền cao. Về trang bị cổng sạc, như anh em thấy là có 5 cổng với 4 cổng C và 1 cổng A. Anh em có thể sạc đồng thời cả laptop có hỗ trợ cái cổng C này như là MacBook đời mới, và hỗ trợ sạc nhanh tất cả các loại điện thoại phổ biến đang có mặt ở trên thị trường. Nếu mà 5 cổng một lúc thì nó sẽ ra công suất như này. Anh em dựa vào đó để cắm cái thiết bị cho hợp lý nhá. Thấp nhất là 20W nó cũng quá đủ cho smart rồi. Tất nhiên là nó sẽ tự chỉnh dòng lại vừa đủ cho cái công suất yêu cầu dành cho smart, nên là anh em cũng khỏi lo nha. Mình chỉ thấy cái chạm sạc này nó có hai nhược điểm lớn. Một là thấy hơi nặng, và hai là cổng A ít. Thêm một cổng nữa hợp lý hơn vì nhiều cái thiết bị bây giờ vẫn xài cổng A mà. Anh em quan tâm có thể tham khảo thông qua cái đường link mình đặt dưới mô tả video nhé. Về màn hình thì cái điểm sáng chói nhất của cái đồng hồ S9 Pro Max này là có tấm nền AMOLED này. So với Ultra 2 Pro Max thì cái màn hình của em này nó rộng hơn là 0,4 inch, và cái viền đen của nó cũng sẽ mỏng hơn một chút. Bên cạnh đó thì mình check cái mật độ điểm ảnh và cái độ phân giải của nó cũng có cái phần nào cao hơn. Đây là đối với trải nghiệm xem video sẽ thấy nó sắc nét hơn một xíu. Cảm nhận đánh giá bằng mắt của mình ấy thì cái màu sắc hài hòa, không rực rỡ và chói lóa mấy, cái độ sáng ở mức khá. Tuy nhiên thì cái phần kính viền bo cong nên là đối với riêng chơi game thì sẽ thấy hơi cấn khi mà chạm vào cái phần rìa này. Cái kính phẳng như là Ultra 2 Pro Max sẽ thấy dễ chơi hơn. Anh em vẫn có các chức năng cơ bản của smart như là cử chỉ nghiêng tay đánh thức hoặc là úp lòng bàn tay tắt màn. Ưu điểm rất lớn và đáng chú ý của S9 Pro Max là có cảm ứng đa điểm. Tức là một lúc anh em chạm nhiều điểm thao tác đồng thời nên là xác nhận chơi game rất ổn. Nhưng mà tất nhiên màn nhỏ thì không thể nào chơi game dễ dàng hay là di chuyển thao tác màn hình như là điện thoại to đùng được rồi. Có một cái điểm lưu ý trước khi mà anh em mua cái đồng hồ này cần phải biết là em này sử dụng độc lập, không kết nối với điện thoại nhé. Cái phần thông báo phía dưới này là từ các cái ứng dụng mà anh em đã cài đặt vào. Vừa mở hộp thì nó là ngôn ngữ tiếng Anh, thì anh em vào trong cài đặt hệ thống này, ngôn ngữ, anh em tìm tiếng Việt và kéo nó lên trên đầu thì nó sẽ có tiếng Việt thôi. Ngoài ra thì nó sẽ có một vài cái sự thay đổi so với con Ultra 2 Pro Max nhé. Cụ thể như là ở trong cái phần trung tâm điều khiển và thông báo thì ở trên Ultra 2 Pro Max nó vẫn là cái dạng Android 8.1 gốc. Con này thì tuy vẫn là Android 8.1 nhưng mà nó được thay đổi về trung tâm điều khiển. Trông nhìn nó trực quan và dễ sử dụng hơn. Wi-Fi, Bluetooth, mạng di động ở đầu luôn. Và độ sáng thì chưa có chỉnh độ sáng tự động này. Có hai cái tùy chỉnh mới. Một này là tắt màn hình. Tất nhiên thì cái này không cần thiết tại vì là anh em có thể sử dụng nút cứng rồi. Và hai là cái phần quản lý đa nhiệm rất là quan trọng nha anh em nhé. Tại vì là ở trên con S9 Pro Max nó không có cái kiểu là giữ lì vào cái nút cứng phía dưới này, giống như là con Ultra 2 Pro Max này. Đây, ví dụ cho anh em. Đấy, thì nó ra cái phần này để cho anh em vào trong quản lý đa nhiệm hay là chỉnh tăng giảm âm lượng. Thì đây là một cái sự cải lùi nhá. Trong các cái thao tác, ví dụ như là anh em chơi game hay là lướt mạng xã hội thì anh em không phải giữ lì để vào quản lý đa nhiệm, mà anh em phải thoát thẳng ra ngoài lên cái phần trung tâm điều khiển để vào quản lý đa nhiệm. Cũng hơi rắc rối đúng không? Phía bên trái này là truy cập vào các cái app mà anh em đã từng sử dụng gần đây. Về mặt đồng hồ, em này có 17 mặt có sẵn. Nó có tính năng khóa mặt đồng hồ lại để tránh các vấn đề như là anh em chạm nhầm cảm ứng thì nó đổi sang mặt đồng hồ khác ấy. Nó chỉ có loanh quanh luẩn quẩn từng này mặt thôi. Con này thì không có kho thư viện mặt online. So với con Ultra 2 Pro Max thì nó có cái mặt mới là cái mặt Nike này. Đây anh em chạm vào thì nó đổi màu như này. Và cái mặt còn lại là mặt tùy chỉnh theo ảnh cá nhân hóa nhá. So sánh cho anh em qua thêm một xíu về cái khoản hiệu năng cũng như là hoạt ảnh di chuyển với Ultra 2 Pro Max. Đều có con chip SC983E và màn hình AMOLED 60Hz. Tuy nhiên, duy nhất ở trong giao diện app thì mình thấy là cái con S9 Pro Max này nó không được mượt mịn như là cái con Ultra 2 Pro Max. Cảm giác như là cái hoạt ảnh di chuyển nó kém hơn ấy. Đấy là trong giao diện app, chứ còn các khu vực khác này thì em thấy là nó vẫn có cái hiệu năng mượt.
Để đổi kiểu giao diện app thì anh em vào phần kiểu này. Có rất nhiều dạng để cho anh em thay đổi từ tổ ong cho đến danh sách nhé. Về các chức năng của nó thì tương tự như là Ultra 2 Pro Max cũng như là một con điện thoại thông minh. Anh em có thể quay số, gọi đi cũng như là nhắn tin được này. Nếu như mà quay phim chụp ảnh xong thì anh em có thể vào trong cái thư viện này để xem lại các cái bức ảnh cũng như là phim mà anh em đã quay. Ngoài ra thì nó có trình duyệt web riêng. Danh bạ này là nó đồng bộ tất cả các cái danh bạ từ trong tài khoản Google luôn. Còn các cái chức năng của đồng hồ như là bấm giờ này, hẹn giờ báo thức các thứ, stopwatch thì nó cũng có như là một con smartwatch luôn. Nó có cái ứng dụng ghi âm nhá. Cái ứng dụng ghi âm của nó rất là hay. Đây, anh em có thể ghi âm cho chạy ngầm này. Đấy, ghi âm mà không ai biết gì luôn. Muốn vào để tắt đi thì anh em chỉ cần vào lại cái ứng dụng ghi âm thôi. Quá xịn sò. Ngoài ra về hoạt động này, nó ngon hơn so với Ultra 2 Pro Max là không chỉ đếm bước nhá, mà nó còn đo được cả khoảng cách và calo. Tất nhiên chỉ để làm màu mà thôi. Còn hình nền này là để cho anh em thay đổi cái hình nền phía sau của giao diện app. Như mình đã nói là con này chạy Android 8.1 cho nên là về các cái phần mềm, ứng dụng hay là game thì nó vẫn được cập nhật trong tương lai khoảng 2-3 năm tới, vẫn ngon lành anh em nhé. Nó sẽ có những cái ứng dụng có sẵn của nó như là ứng dụng máy tính này. Giao diện thì trông cũng khá đẹp. Và ứng dụng đèn pin thì có cả kiểu nhấp nháy lẫn cả thay đổi màu sắc. Bên cạnh đó thì nó có những cái ứng dụng chức năng của một con smartwatch theo dõi sức khỏe. Như là có cảnh báo hoạt động đứng lên di chuyển này. Hay là có ứng dụng tập luyện thể thao. Tuy nhiên thì chỉ có 4 bộ môn. Và như mình đã nói là chỉ để làm màu thôi. Mặc dù là có GPS này, có cảm biến theo dõi nhịp tim. Tuy nhiên thì thông số của nó chỉ đưa ra là bước chân, calo và quãng đường mà thôi. Mà quãng đường này nó là theo thuật toán chứ không phải là lấy GPS từ trên cái đồng hồ đâu nhá. Cho nên là muốn tập luyện ấy, thì mình khuyên là anh em nên cài cái ứng dụng Strava này vào. Đấy, nó sẽ ngon lành hơn. Mặt khác thì nó vẫn có ứng dụng đo nhịp tim nhưng mà chỉ là đo thủ công. Và SPO2 nữa này. SPO2 là cũng có cái đèn màu đỏ nhá. Có một cái ưu điểm sáng giá nữa ở trên con S9 Pro Max là có con quay hồi chuyển. Chính vì vậy thì anh em có thể sử dụng được cái chức năng la bàn chỉ hướng này. Và Google Maps là nó cũng có định hướng luôn. Chứ rất nhiều những con đồng hồ Android nó không có con quay hồi chuyển ấy, thì nó sẽ không có cái định hướng mà nó chỉ là cái kiểu xuất hiện một cái dấu chấm xanh thôi. Đấy, anh em không biết được là cái hướng của mình đang ở đâu. Quay trở lại trong cài đặt để nói thêm về nó. Cái phần đầu tiên này liên quan đến mạng này, từ wifi này, mạng di động. Và anh em có thể phát đi, chia sẻ được cái mạng di động của mình tương tự như là một cục phát wifi. Phần này là để cho anh em kết nối với các thiết bị tai nghe Bluetooth này. Quản lý về ứng dụng thông báo cấp quyền. Trình quản lý pin của nó thì vẫn theo cái kiểu giao diện gốc của Android 8.1 này. Phần hiển thị này là tùy chỉnh của màn hình. Nó có cái tính năng là chuyển sang dạng màn vàng để giúp anh em có thể đọc sách được khi mà sử dụng trong ban đêm. Camera pull out là camera nếu mà anh em rút ra này, lập tức thì nó sẽ vào cái trình camera để cho anh em quay chụp luôn. Thời gian chờ màn hình 15 cho đến tối đa là 30 phút nhé. Nâng cao này thì mình cũng đã nói chia sẻ cho anh em nhiều rồi. Phần đầu tiên này là úp lòng bàn tay tắt màn này. Và thứ hai là nghiêng cổ tay đánh thức. Và phần thứ ba này là trợ lý nút ruồi để chỉnh độ sáng này, tăng giảm âm lượng hay là chụp ảnh màn hình nhanh. Anh em có thể thay đổi kích thước phông chữ cũng như là thay đổi cái phần hiển thị của màn hình. Cái phần tùy chỉnh của nó cũng khá là đơn giản. Mình đang sử dụng là cái phiên bản bộ nhớ mắc nhất là 32GB, đã sử dụng được 50% rồi. Còn lại thì xem là cái phiên bản phần mềm mình đang sử dụng là bao nhiêu. Mã là 1150 là cái bản mới nhất nhá. Ok. Mặt khác, mình ghi nhận cái đồng hồ này xử lý các cái tác vụ hoạt động như là lướt Facebook, Instagram rất là mượt. Hơn thế thì nó cũng rất là phù hợp cho cái việc này. Xuất phát từ cái việc là màn hình chữ nhật tỷ lệ này thì nó hiển thị đầy đủ. Và tuy thì bị thu nhỏ lại nhưng mà nó vẫn khá dễ nhìn. Tiện ích đáng công nhận là nó sử dụng để gọi cho cái mục đích video Messenger hay là Zalo rất là ổn áp nhá. Nhận thông báo các thứ thì anh em cứ để cho cái app chạy đa nhiệm là ngon luôn. Mặt khác anh em có thể dùng nó để mở khóa gương mặt Face ID cũng ok luôn. Bên cạnh đó nếu như mà muốn lướt TikTok, anh em cài TikTok Live sẽ mượt hơn là so với cái app chính thức. YouTube thì quá ngon lành rồi nên là cũng không phải bàn nhiều. Chơi game và các game online phổ biến như là Liên Quân, Free Fire thì nó khá ổn. Nhưng mà trong những cái trường hợp như là nó đến những cái đoạn nào mà nó cần đồ họa cao ấy thì nó vẫn có cái tình trạng lag hoặc giật giật một tí nhá. Như mình đã chia sẻ cho anh em rồi thì lợi thế của con này là nó cảm ứng đa điểm nên là nó sẽ thuận lợi thao tác là vừa di chuyển vừa bắn hay là vừa ra đòn. Song song với đó thì cảm ứng cũng chuẩn và nhạy nhưng mà khó thao tác vì cái màn nhỏ và ngón tay to. Chơi trong khoảng 30 phút thì sẽ thấy là cái hiện tượng mà máy nóng dần lên.
nhiệt độ cao nhất là khoảng 47 độ, nhất là trên cái bề mặt màn hình nhá. Nên là có thể anh em sẽ thấy khó chịu hoặc là lo lắng khi mà đang cảm ứng ở trên nó. Đồng hồ thông minh này mục đích sử dụng không phải là gaming, nên là anh em cũng đừng quá kỳ vọng nhiều nhá. Nhắc đến camera thì vẫn không phải là thế mạnh của đồng hồ Android nói chung, hay là kể cả con S9 Pro Max này nói riêng. Căn bản vấn đề không thể cho cái cam xịn hơn vào cái đồng hồ quá nhỏ như thế này được. Thế cho nên là cái độ phân giải chỉ 2 megapixel mà thôi. Vì thế thì anh em cũng đừng quá chú trọng nhá. Đây là một vài bức hình mình chụp cho anh em tham khảo. Ảnh thấy là bệt màu, mờ và khá tệ. Mình ra công viên vừa chơi vừa chụp ấy, đúng lúc là gặp các em nhỏ đang chụp kỷ yếu, nhìn rất là đáng yêu luôn. Còn đây là một cái đoạn video vlog mình thu từ đồng hồ nhá. Một ngày quay chụp thử với con S9 Pro Max này. Đây, bây giờ mình sẽ đi đến Hồ Vị Xuyên. Không biết là có anh em nào cũng ở thành phố Nam Định không mà cùng đam mê smart này với mình. Để comment phía dưới để anh em mình hôm nào cà phê hay là massage hội người mù thì nhá. Không biết là chất lượng video cũng như thu âm như nào. Mình cũng chỉ nhìn ở trên cái màn hình của cái đồng hồ này cũng không biết rõ lắm. Với một em đồng hồ Android thì cái yếu tố quan trọng nhất là thời gian sử dụng liên tục của nó trong vòng bao lâu. Trong cái trường hợp mình xem video qua YouTube nhá, anh em thấy là mình chỉ sử dụng mạng Wi-Fi, không lắp SIM. Độ sáng thì mình sẽ để mức cao nhất này, âm lượng cũng là cao nhất luôn. Vào trong cái phần quản lý pin xem là mình đã on screen tầm bao lâu nhá. Đã được 8 phút, tức nghĩa là từ 100% này, on screen 8 phút là còn 97%. Rồi, bây giờ thì sẽ vào kiếm một cái video YouTube để xem nhé. Hơn 2 tiếng đã trôi qua. Hiện tại bây giờ thì trời cũng đã tối, tại là 17:42 nhé. Cũng đã đến lúc mình kết thúc, tại vì mình nghe thấy cái tiếng kêu cảnh báo pin yếu rồi. Sờ tay ở đây cũng thấy là máy đang khá nóng. Con này phải công nhận là loa của nó to phết anh em ạ. Còn 11% pin trong khoảng thời gian sử dụng liên tục là 2 tiếng 43 phút anh em nhé. Như vậy thì mình ước tính anh em mà sử dụng trong cái điều kiện thực tế chỉ dùng wifi, âm lượng và cái độ sáng ở mức trung bình thôi. Thì xem video YouTube hoặc là TikTok nó trong khoảng xấp xỉ là 3 tiếng cho đến 3 tiếng rưỡi nhé. Anh em cũng công nhận mình là thị trường smart đang phần nào rất là sôi động cũng như là bớt ảm đạm hơn không? Và đồng hồ Android nó luôn có một thị phần riêng, cũng như là nó luôn gây một cái sự kích thích, một cái sự tò mò với những người dùng mà chưa từng sở hữu smartwatch hoặc là đang quan tâm và tìm hiểu về smartwatch. Chính vì vậy thì con S9 Pro Max này nó sẽ là một lựa chọn đáng cân đo đong đếm với anh em mới đang muốn trải nghiệm nhé. Tại vì rất nhiều tính năng, anh em có thể lắp SIM nghe gọi, quay phim chụp ảnh, xem phim, chơi game giải trí các kiểu luôn. Nhưng mức giá thì rất là hợp lý, một trụ 5 cho phiên bản 16GB và một trụ 650 cho phiên bản 32GB. Ngoài ra thì cái kiểu dáng của cái con đồng hồ S9 Pro Max này nó không theo xu thế của những cái con đồng hồ Android đang có mặt ở trên thị trường là nhái theo Ultra, cho nên là cũng bớt bị đụng hàng hơn. Tuy nhiên, các cụ đã có câu hiện đại thì sẽ đi đôi với hại điện. Chính vì vậy nếu mà so cái thời lượng pin của nó với những cái con đồng hồ thông minh mà có thể kết nối điện thoại ấy, thời lượng pin của nó chỉ ở mức trung bình thôi. Vậy anh em thấy con S9 Pro Max này có phải là một lựa chọn hợp lý hay không? Cũng như có những cái thắc mắc gì về chiếc smartwatch này, hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Hy vọng rằng anh em thấy thích cái video này của mình. Đừng quên để lại một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn em và hẹn gặp lại.